Nó rất thích động cái cành này luôn. Nãy giờ mình rình nó rồi nó cứ bay đi bay lại, nó vẫn đậu chỗ này. Và đây là lần thứ thứ nhiều lần rồi mình lại đây, mình thấy nó vẫn cứ lăn quanh ngay cái gốc này. Và cái chỗ này là cái chỗ khoái nhất của hai đứa con này. Nó cũng có cái thói quen ha. Chính vì cái thói quen đó mình mới rình nó, nãy giờ mình mới biết được cái thói quen của nó. Đây con này con sóc, sóc đen nè, nó lăn sang lăn sang bạn sóc nè. Chim sẻ nó kêu cái tiếng kiểu khác, chim vỏ kiến này nó kêu có tiếng khác. Hai con